Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi của David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và hỏi: Lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Đức Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Đức Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, với Chúa Nhật đầu tháng 10, chúng ta bắt đầu bước vào tháng Mân Côi, tháng Rosa, tháng với việc cổ võ cho việc lần hạt kinh Mân Côi. Lịch phục vụ cho thấy rằng tầm quan trọng của Đức Mẹ trong lịch sử ơn cứu độ. Chúng ta thấy từ thuở ông Adam và bà Eva ăn trái cấm thì Thiên Chúa tức khắc có một chương trình mới, đó là chương trình cứu độ, chương trình sáng tạo đầy yêu thương. Con người đã phá hỏng thì giờ đây Thiên Chúa lập tức có một chương trình mới. Với tin mừng nguyên khởi, dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn. Và như thế chúng ta đã thấy bóng dáng của Đức Mẹ từ thủa xa xưa ấy. Không những có tháng 10, tháng Mân Côi, chúng ta có tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Và có thể nói được rằng tháng nào cũng có một vài ngày lễ liên hệ đến Đức Mẹ. Và như thế cho thấy sự tham gia của Đức Mẹ trong chương trình cứu rỗi thật là quan trọng. Chúng ta thấy tháng Giêng với lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và rồi tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Tháng 8 vừa qua chúng ta thấy lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Mẹ là Trinh Nữ Vương.
Ở bên tòa Chúa chắc chắn Đức Mẹ luôn luôn nhớ đến con cái của mình. Và chúng ta bước sang tháng 10, tháng Mân Côi, và cũng nhắc cho chúng ta Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 10 này ở tại Roma. Và hai đức giám mục đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đó chính là Đức cha Phan Thiết Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Giáo phận Hà Tĩnh Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ đại diện để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 với chủ đề Synod Hiệp hành. Mà trong suốt một năm vừa qua chúng ta thấy treo băng rôn ở cung thánh nhà thờ chúng ta đây, đó chính là những động thái quan trọng là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Chúng ta đã kết thúc một năm với Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra, đó chính là sống hiệp thông, củng cố những cái mối dây liên hệ nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi chúng ta sinh sống, củng cố cái sự hiệp thông, yêu thương. Thế nhưng mà coi bộ nhìn vào xã hội chúng ta thấy vẫn là ẩu đả nhau, vẫn là chì chiết nhau, vẫn là tìm những sơ hở của nhau để mà kết án, để mà ném đá cách này cách khác. Cho nên hiệp thông trong Hội Thánh Chúa như thế rất cần thiết. Chúng ta đã qua một năm nhắc đi nhắc lại về củng cố sự hiệp thông. Và năm nay các Đức Giám mục Việt Nam kết thúc kỳ 2 Đại hội Thường niên hàng năm vừa rồi, thì các ngài đưa ra định hướng tiếp theo, đó là tham gia. Tham gia có nghĩa là mời gọi. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi tham gia trong những công việc chung của Hội Thánh Chúa. Và như thế với giáo xứ, và đặc biệt trong tinh thần chung của Tổng Giáo phận Sài Gòn chúng ta, cũng là việc bầu lại các ban chấp hành của các giáo họ, giáo khu, cũng như hội đồng mục vụ, giáo xứ, cũng như các đoàn thể. Và chúng ta luôn luôn được mời gọi phải tham gia cách này cách khác. Và như vậy chúng ta thấy diễn ra những điều quan trọng trong tháng 10, tháng Mân Côi dâng kính Đức Mẹ. Và đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào thứ Tư này sẽ được trực tiếp truyền hình trên YouTube của Vatican, đài Vatican tiếng Việt của chúng ta vào lúc 2 giờ chiều. Và chiều hôm nay chúng ta nếu theo dõi, chúng ta thấy cũng đã diễn ra việc Đức Giáo Hoàng tuyển chọn thêm 21 vị Tân Hồng Y để tham gia vào trong công nghị. Và như thế cho thấy tầm quan trọng một Đức Giáo Hoàng luôn luôn quan tâm đến, và cho thấy rằng các Đức Hồng Y hiện diện trên 91 quốc gia. Trong số hơn 100 quốc gia thì đã có được 91 quốc gia có những vị Hồng Y đại diện cho các châu lục cũng như các đất nước. Thế đặc biệt có một vị Hồng Y mà ai cũng ngỡ ngàng, tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn, đó là Đức Tân Hồng Y Bombay, Ấn Độ. Ngài được thăng chức Hồng Y, lúc này Ngài đã 98 tuổi, yếu đau không đi lại được, nhưng Ngài vẫn được trao tước vị Hồng Y, cho thấy đặc biệt Đức Giáo Hoàng trong những chọn lựa của mình. Nói như vậy để chúng ta thấy luôn có sự hiệp hành của Đức Mẹ. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe sách Tông đồ Công vụ thuật lại cho chúng ta biến cố
mà sau khi Chúa Giêsu thăng thiên lên trời thì các tông đồ hội họp với nhau, có Đức Mẹ ở giữa các ông để củng cố đức tin nơi các ông, và nhất là chuẩn bị cho các ông để lãnh nhận được hồng ân Chúa Thánh Thần. Các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu và với anh em của Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất hôm nay điểm lại cho chúng ta thấy sự quan trọng của Đức Mẹ nơi cộng đồng hội thánh tiên khởi. Một số nhỏ thế nhưng rồi chúng ta thấy triển nở tới ngày hôm nay, tràn lan trên khắp thế giới. Và bất cứ quốc gia nào khi tiếp xúc với những người Kitô hữu và qua đó hội thánh và tòa thánh Vatican cho thấy những trân quý, chúng ta thấy ngay ở Việt Nam chúng ta thôi, trong những ngày này Đức Giáo Hoàng viết một thông điệp gửi cho đồng bào Công giáo Việt Nam chúng ta. Trong đó Ngài nêu lên cái đức tin sống động của người Kitô hữu trong những hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng vẫn luôn sống đức tin của mình. Và qua đời sống đức tin ấy, qua những việc tích cực phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh cũng như tham gia trong những sinh hoạt của đất nước, cho thấy các cấp chính quyền cũng đánh giá cao những đóng góp của người Công giáo, và chúng ta thấy mở đường cho những công việc sắp tới đây, như chúng ta sẽ có một vị đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam chứ không phải như trước đây nữa. Và như thế cũng cho thấy rằng sự quan tâm và hội thánh luôn luôn hiện diện giữa lòng thế giới để đem tin mừng, đem chân lý sự thật, là người Kitô hữu là phải sống theo sự thật, làm chứng cho sự thật và lan tỏa sự thật. Sự thật mà Chúa Giêsu luôn nói đến: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Và trên cái con đường để gặp gỡ Chúa, để mà có thể lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho cộng đồng nhân loại, chúng ta thấy luôn có sự hiện diện của Đức Mẹ. Đức Mẹ trên quê hương đất nước của chúng ta cũng rất là nhiều điểm dừng, và với giáo xứ chúng ta đây cũng có điểm dừng chân bên Đức Mẹ để thủ thỉ, để thì thầm, để bỏ nhỏ với Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ yêu thương chúng con. Và đặc biệt khi sống trong tháng Mân Côi này lại là một thời gian thuận lợi để với lời kinh kính mừng, lời kinh Mân Côi chúng ta thốt lên, và chắc chắn Đức Mẹ luôn luôn yêu thương, Đức Mẹ bảo trợ chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội lỗi khi nay, hôm nay và nhất là trong giờ lâm chung. Amen.